Nhìn gọn ngàng sạch sẽ như thế này. Cái gì? Phòng loại Miss Thi. Phòng của mình thôi thì đẹp đúng chưa? Phòng của Miss Thi. Chúng ta sẽ có một ngày được gọi là đi room tour của Miss Thi. Trời ơi, cái phòng hơi bị đẹp đúng không, mọi người nhìn đây. Trời ơi, một con bóng bi đi. Con bóng bi đi. Cái gì vậy mọi người? Là cái sao Miss Thi này, cái màu hồng, màu hồng. Ơi, đây là khu vực của Blackpink các bạn ạ. Cho một Blackpink một khu vực riêng đấy. Idol của mình. Đây là Brian Coney. Đúng. Đây là tất cả những con gấu bông mình đã gấp thú được. Hơi. Hả? Ủa biết chọn gấp thú không? Biết. Ôi, đây là tất cả những con gấu bông mình đã gấp thú được. Và là mày giảng đến mức độ rồi. Người ta đi quay, người ta đi quay gấp thú và rất là với lại là hầu hết là sẽ giống lại fan tập. Cái bàn này hơi chán chỗ. Này là gấp được hay là? Này là được một người rất là đặc biệt tặng. Đang đứng xin. Đây là fan tặng, mấy là fan tặng. Rồi fan tặng, fan tặng. Ô, nhiều quà fan tặng quá. Đây là album. Ơi. Album đã từng mua của các nhóm nhạc Hàn Quốc. Đó. Đây nhiều đĩa thế nhở? Biết nhóm nào, biết nhóm nào đây không? Biết mà mua nè. Giỏi, biết nhóm nào đây không? EXO. Ồ, cái gì dữ vậy? Đúng không? Bikini. Bikini. Biết nhóm này đâu không? Tôi biết nhóm này luôn. Đây là cái gì à? Đây, mở ra lấy cho. Mở xuống tí. Mô Lên. Ủa dễ thương quá vậy. Album đầu này của Mô Lên đúng xinh. Eo ơi mọi người ơi, nặng thật sự. Ủa, em có búa thứ hai của tao luôn nè. Eo ơi, nặng thật sự luôn đi. Đây là cái búa thứ hai của tao. Yeah. Đập thử. Đừng. Cái gì vậy thôi. Trời ơi, đây còn có cả bán trượt nữa, có biết trượt không? À, không, cái này là quà tặng của Facebook. Quà tặng của Facebook. À, có cái này là của One Piece nè, cái tàu Mary. Nhưng mà không biết xếp nên để đấy. Sao lại không biết xếp? Lười quá, tốn thời gian. À, ý là nguyên cái tranh á hả? Không, nó là cái tàu á. Để xếp đi. Nhưng mà xếp lâu quá, nhìn nó xỉn luôn á. Gì đấy hả? Cảm ơn bạn nhá. Ôi giời ơi, ủa gì vậy trời ơi, nói gì vậy bạn? Thật sự là mà nếu mà bạn không có thời gian xếp thì ở dạo gần đây mình cũng khá là rảnh rỗi. Nghe sấy mà đi xin đồ hết rồi. Ôi chuyện bình thường. Nghe sấy mà đi xin đẻ hết rồi. Sướng lắm, nói chung là mỗi lần mà kiểu đi quay viral hay đẹp kia các thứ ý yến thường thường mang một món về giống như một cái quần chẳng hạn, hay một cái áo chẳng hạn, hay một đôi giày chẳng hạn, lúc nào tao cũng không mang về một cái hết. À, ủa vậy hả? Nói vậy thôi chứ ủa gì trời. Tại sao Luffy và Big Mom lại ở dưới này phải cho lên? Tại vì cái tủ nó dưới này, cái tủ lên trên này. Cái tủ nó dưới này, tủ dưới này đẹp hơn. Luffy lên trên này đi. Big Mom ở dưới cũng được nhưng Luffy thì ở trên. Ủa tại sao vậy? Đấy. Yến thích Luffy nhất hả? Vừa đẹp trai vừa sáu múi mà lại còn vừa mạnh tình cảm. Mạnh nữa. Có mạnh đâu? Đây toàn là thú bông không à, chẳng có phòng gì hết. Ở cái phòng này nó giống như là phòng thú bông vậy á. Không, nhưng mà mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái góc gọi là góc của Miss T. Đây là góc vui chơi kìa mọi người. Đây chính là góc của Miss T. Ở đây chính là một vài những đôi giày của bạn Miss T này. À không, giày là fan tặng. Ok, giày fan tặng. Đó, cúp nè. Cúp nè. Murakami nè. Nó bị gãy rồi, nó là cái bóc điện thoại. Gãy mất rồi nè. Rượu này, rượu đây làm gì? Rượu chưa khui luôn, rượu đó cũng được tặng. Đây ạ, khẩu trang. Không biết mua khẩu trang chống độc để làm gì luôn.
Đây là một loạt một bộ những hình ảnh BD của Miss T. Trời ơi, thực sự thời Miss T còn con gái. Đâu? Bây giờ bớt rồi mọi người ơi, đây những ngày Miss T còn con gái. Oh, wow, trông thật là giống con gái. Real girl. Bây giờ vẫn là real girl mà mọi người. No no no. Đẹp quá ha. Logo đẹp ha. Logo đẹp không? Miễn cái logo, miễn cái logo không? Có. Chị biết không? Chị biết làm drama? Có không vậy? Thấy cái mặt đó thấy có vẻ như là không có lắm rồi đó. Có. Ok ok. Pin pin cái nhớ pin cái logo lên cho mọi người thấy okay, nha. Ok, nhớ pin cái logo lên cho mọi người thấy nha. Ok. Nào lại đây, quay cho này. Bây giờ chúng ta sẽ đến chúng ta sẽ đây, mọi người sẽ thấy đây là bàn làm việc của Mr. T. Đấy, đây là đồ ăn này kia các thứ, rất là nhiều đồ dây dợ này nọ. Và Miss T đấy rất yêu thích màu hồng, không hiểu tại sao luôn, thật sự BD. Đây mọi người ơi, thuốc này, vitamin C rất đầy đủ đấy. Cái này lăn nách rồi rồi này nọ, thuốc này đó. À, đây chắc là lại là quà fan tặng rồi. Ui, 2 triệu subscribe, giỏi yeah. Đây chúng ta sẽ tới với đây, cơm cháy này ngon lắm mọi người ơi, lúc nãy Yến mới ăn xong. Đây cái này chắc là Yến sẽ thủ mang về, đây là choco pie của Thái đấy. Xong rồi này, mì này này kia thứ, trời ơi mì, mấy cái mì này ngon lắm này, trời ơi trời ơi. Ở dưới đây toàn là đồ ăn này. Ôi giời. Eo ơi, Miss T điệu quá, có cả uốn tóc. Uốn lô. Không, uốn lô để uốn cái mái đó bà. Trời ơi. Trong này là cái gì nữa đây? Thôi, nhiều quá, mình không có có lục lọi lên nữa, nhỡ mà có một số những cái gì đó thì. Không, mọi người ơi, trời ơi, đừng đau ơi hay. Nói chung là phòng của Miss T cũng không có gì. Nó nghĩ một nghệ sĩ sao đi quay mà lại có thể cầm một cái máy quay mà nó vô trách nhiệm như vậy. Cầm mà nó thấy cái gì bà? Bà cà nè, thấy cái gì? Ở đây quay vẫn thấy nè. Thấy mà. Không, nhưng mà hồi nãy bà cầm vậy nè, rồi bà nói, rồi bà thấy cái gì? Một nghệ sĩ không có trách nhiệm các bạn ạ. Không thì còn. Không hề. À mọi người còn thấy bên này còn có cả BTS. Mình không xin được cái gì ngoại trừ cái hộp bánh chocolate này, bực mình ghê luôn á. Đi về thôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.